Hello, chào các bạn và chào mừng các bạn trở lại với kênh Quần Mobile Mobile Việt và chúc các bạn một ngày nghỉ lễ cuối tuần là vui vẻ nhá. Thì hôm nay mình sẽ chơi vị tướng Veda, cô giáo dâm đã không? Cô giáo hắc ám anh em ơi. Nhầm. Thực ra thì bộ trang phục này nó rất là to và cũng rất là xinh. Veda đó là vị tướng pháp sư mà anh em hầu như là phiên bản máy chủ Việt Nam đều không thích chơi. Nhưng mà đây là nếu các bạn chơi tốt Veda và kéo được về late game thì các bạn sẽ được cô giáo Veda dạy thế nào là một combo lên bảng điểm số nhá. Ok, và hôm nay mình sẽ tiếp tục trình bày anh em cái nối trang bị mà một combo lên bảng điểm số. Nghĩa là cô giáo sẽ gọi các bạn team địch lên lên bảng kiểm tra là răng miệng hay không, kiểm tra miệng xem có phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9969 về vệ sinh an toàn thực phẩm hay không. Ok, có lẽ là đều không đạt và chắc chắn là lên bảng điểm số thôi. Rồi, nói tào lao vậy thôi, nhưng mà trong clip này mình sẽ trình bày anh em cái trang bị thì như vậy khi mình sẽ để bên dưới. Đội hình trận này của team bạn thì cũng rất là ngáo ngơ anh em ạ. Khi mà có cả vẻ điêu thiền và có Kali một sinh một xấu, nó hỗn hợp rất là rồi. Ok, định cay nhất mà không cay nhất được anh em ạ. Con này đầu game mà được mạng hoặc là được farm ý thì rất là có lợi, bởi vì net game con này là một pháp sư bá đạo mà. Veda thì nó khả năng khống chế cũng rất tốt, bởi vì chiêu 2 của nó hôn gió nó choáng đến 1,5 giây cơ các bạn ơi. Cái thời gian choáng rất là lâu. Lên đi khi late game thì hồi chiều của Veda đặt con số rất cao rồi, hồi chiều sẽ rất là ngắn, thành ra là combo sẽ tung ra liên tục, mà mỗi combo một mạng thì nó bá đạo như thế nào. Chắc chắn là điều thuyền thì bạn không thoát nổi một combo của Veda đâu. Hiện tại thì chưa được nha. Từ khi các bạn level 12 trở lên thì Veda mới bá đạo được, nên các bạn lúc đầu thì không nên quá hổ báo nha. Ok, mình chỉ đi ganh hỗ trợ team thôi, chủ yếu là làm choáng thôi, và đừng thò mặt ra để tướng địch tóm đấy. Cấu gì ở bằng chiêu 1 và combo chiêu 2 chiêu cuối thôi anh em ơi. Con Veda này thì combo nó đơn giản lắm, chiêu 2 chiêu cuối chiêu 1 nhá. Đấy, lúc đầu thì chỉ là cấu gì à thôi, lúc đầu chưa có đồ nên không thể làm một combo lên bảng điểm số được các bạn ạ. Ở các phiên bản máy chủ của các nước khác, nhất là các nước phương Tây, thì họ rất thích Veda anh em ạ. Kể cả cái game Vương Giả Vinh Diệu, Veda cũng rất thích sử dụng luôn. Ok, hay quá. Thế là có hai mạng thơm cho mình. Rồi, như thế này thì cô giáo của chúng ta sẽ dạy các bạn học sinh team bạn bạn Murat, bạn Điêu Thuyền, bạn Kali, bạn John thế nào là một cả bạn Yuka nữa. Yuka cũng không thể chịu được một combo của vị tướng Veda này ở late game đâu anh em ơi. Ok, với cái kiểu trang bị này mặc dù tướng địch có thể nên kháng phép nhưng mà vẫn rất là thốn nha. Cứ ra combo cấu rỉa như vậy anh em ơi, sau đó thì mình lại lúc lùm tiếp hoặc là về nhà có kỹ năng thì mình lại ra combo cấu rỉa, cứ 2-3-1 cho mình anh em ơi. Ok, Veda là một trong những vị tướng pháp sư thuộc gọi là đầu tiên của trò đánh quân mobile. Hình như là nó đầu tiên hay là vị tướng cái si nhỉ anh em ơi, hình như là Veda đầu tiên, pháp sư đầu tiên. Thôi, game liên quân mới ra thì toàn chơi Veda, chơi Mina với cả chơi Chrissy thôi, chứ làm gì có nhiều tướng như bây giờ. Tính ra là mùa 1 nhiều best Veda hơn hiện tại. Hiện tại thì ít Veda anh em ơi.
Ok, lại có một mạng của mình nữa, rất là thơm. Ồ, chuẩn bị có combo rồi, mình sẽ với ganh bạn John. Ok. Team bạn thì đội hình nói chung là khả năng khống chế và cơ động rất là kém. Ok. Chạy đâu? Đấy, các bạn thấy là mình dùng combo Veda, thường là mình sẽ dùng chiêu 2 đầu tiên, chiêu cuối và chiêu 1. Bởi vì combo này thì anh em tung hết combo thì tướng địch không làm gì được mình. Được, cái thời gian choáng là 1,5 giây cơ mà. Cái gì vậy? Cái bạn John này lại thể hiện cái trình độ văn hóa của bạn đấy thôi. Đó, team mình thì mọi người đều nói chung là phản ánh cái trình độ văn hóa của bạn là John rồi. Ok, hay quá anh em ơi. Đó, team đánh rất là hay. Rồi anh em ham hố và cướp bùa thì bị mù đát tìm bạn múa cho sấp mặt hết kìa. Tôi thực sự đã pha đấy mình hết máu rồi, mình đang farm mài farm. Ok, John thì chắc một combo nhưng mà thôi. Mình mới được máu khá ít thì lên giết thì rất là nguy hiểm luôn. Đây này. Rồi ok, không đến chiều cuối. Vào bà Ngọc cho Veda mạnh như thế nào thì anh em phải ép như sao. Ôi thôi bị ganh rồi anh em ơi. Thôi. Ôi, rồi. Ult chiêu cuối của John nhưng mà điều khiển tốc biến lên hay quá, mà pha làm choáng rất tốt của Alice. Khi mà Veda đạt đủ 3 đồ anh em ạ, 3 đồ là anh em có thể làm một combo tướng địch lên bảng đúng số rồi. Chính vậy mình cứ farm đã. Chết mạng đấy thì không sao. Hiện tại thì mình ăn 4 mạng 1.3 rồi, cũng có lượng đồ nhất định rồi. Ok, mình đang đến đây. Điều truyền chết chắc. Team bạn thì nó là một cái gì đó thiếu tanh trầm trọng, rất là mỏng luôn. Cái đội hình này thì Veda lại càng khỏe. Về late game thì bắt lạt team bạn rất là dễ luôn với cái combo của mình, triple kill cho Manet. Rồi bạn này chết chắc rồi. Hiện tại mới level 10 thôi. Veda trở lên bán đạo khi nó đạt level 12. Các chiêu thức đều mắc rồi. Và cái thời gian hồi chiêu thì nó rất là ngắn. Đấy, mình đang đợi cái thời điểm đấy đây. Ở chất tướng này mạnh từ khi level 12 nha anh em ơi. Và lúc đầu nó chỉ thường thường thôi, nên các bạn đánh lúc đầu là không nên hổ báo, không nên mạo hiểm. Đấy, hai cái điểm chú ý khi bạn đánh Veda thời điểm đầu game. Nhưng mà khi mà có đồ rồi ý, thực sự thì anh em quá bá đạo luôn ý. Đừng khinh thường sức mạnh của Veda. Rồi ok, thanh niên giật bóng chạy mất rồi. Nên nhiều bạn đánh Veda mà đầu game mà các bạn không được nói chung là fit quá nhá. Nhiều bạn mình thấy đánh Veda đầu game cứ fit quá, thành ra late game đánh rất là khó luôn. Và hiện tại thì Tết sắp đến rồi. Và Tết thì các bạn có những điều thật là vui vẻ nha. Chúc các bạn chắc chắn là một cái Tết thì rất là vui rồi. Tết thật là nhiều niềm vui, nhiều bất ngờ. Ok, mình sẽ bắt Zuka này. Zuka chắc chắn chết thôi anh em ạ, hết đường luôn. Chỉ cần chiêu 2, chiêu cuối là chết rồi. Ok. Dí thêm chiêu 1 nữa.
không thể nào chạy được. Thì trang bị của mình sẽ là đầu tiên là full công phép và xuyên giáp phép trước. Sau đó mình sẽ lên hút máu phép và một đồ đó là cái trượng bùng nổ nữa. Thực sự thì với không, mình chỉ lên cái trượng bùng nổ trước thì nó sẽ mạnh hơn anh em ạ. Thì một combo chết được một tướng địch luôn anh em ơi. Không cần quá nhiều kỹ năng. Đấy. Rồi. Ok, một combo của Murat là quá thốn. Con này cứ có kỹ năng này thò mặt lên, hết kỹ năng thì lại thò mặt về. Đừng có mà hết có kỹ năng, hết kỹ năng rồi mà các bạn thò mặt lên nhá. Hết kỹ năng thò mặt lên thì rất là nguy hiểm luôn. Veda nó không cơ động, nó rất là kém cơ động. Nó chỉ có cái tốc biến khi các bạn là một chiêu bảo mệnh các bạn thôi. Thành ra là các bạn đi sai một bước thì nó là rất sức nguy hiểm. Trận này thì mình khả năng khống chế rất tốt. Rồi chiêu cuối có mạng án mạng thì ra. Các bạn nhìn nhá, thử một combo của mình có chết được Murat không nhá. Chiêu 2, chiêu 3, chiêu 1, ôi thôi. Thừa đam anh em ơi. Một combo thừa đam. Đấy các bạn thấy chưa. Mới kể cả cái đồ đầu tiên là cái đồ Ngọc Phượng Hoa Lệ thì vẫn chưa được 3 đồ, bây giờ mình mới được 3 đồ này. Ok. Chỉ cần vương miện hay kết trượng bùng nổ và trượng hỗn mang. Đấy. 3 món đồ sẽ giúp Veda một combo đoạt mệnh rất sớm ở thời điểm mà phút thứ gần 12 rồi, 11 rồi. Rồi, chiêu cuối. Chết không? Không chết anh em ơi. Một combo không chết được Zuka, chất tùng đấu sĩ. Nhưng mà sát thủ hoặc là xạ thủ chắc chắn sẽ chết nha. Rồi, điều khiển đứng yên làm gì vậy bạn ơi, chết chắc rồi. Ok, mà khi có cả bùa lợi kinh công nữa thì chắc chắn là Zuka một combo lên bảng điểm số anh em ơi, mình cá luôn. Bùa đấy là thiếu một chút xíu đam thôi. Zuka này, chết này đấy. Ok, rất thốn luôn anh em ơi. Rồi, đồ combo một lên bảng điểm số thì nó có thật nha, chắc chắn có thật. Các bạn cứ thử test đồ đi. Rồi video clip mình đến đây thôi. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.